Minh Thúy xin kính chào quý vị. Đắk Lắc đổ, câu chuyện người Việt tị nạn thành công tại Hoa Kỳ được tờ báo Dayton Daily News loan tải. Đắk Lắc đổ cho biết là ông đã vượt biên, thoát khỏi miền Nam Việt Nam vào năm 1980 và bắt đầu làm việc rửa chén trước khi trở thành giám đốc điều hành doanh nghiệp tại Springboro. Đắk Lắc đổ năm nay đã 61 tuổi, kể lại câu chuyện của mình. Tại Oya, miền Nam Việt Nam, những năm 1950, cha mẹ của tôi sở hữu một doanh nghiệp nhỏ cho đến khi Cộng sản Bắc Việt thâu tóm đất nước, buộc gia đình tôi phải ra đi vào vùng kinh tế mới. Mặc dù thiếu kinh nghiệm, nhưng sau đó gia đình đã khai hoang, lập thành một trang trại trồng nhiều loại cây. Nhưng sau đó Cộng sản lại đến tước đoạt mọi thứ của gia đình tôi. Ông Đắk Lắc đổ cho biết, vì tuyệt vọng, cuối cùng ông đã chuyển sang bán hàng tại một chợ đen nhằm tích lũy dành tiền vượt biên. Cuối cùng ông đã đến Indonesia. Ông Đắk Lắc đổ nhớ lại, 6 ngày 6 đêm trên một chiếc thuyền vượt biên nhỏ với 160 người. Tôi và anh trai của tôi toàn là đứng vì không có chỗ ngồi hoặc nằm. 2 ngày sau khi lên đến trên biển, chúng tôi không còn sợ nữa vì chúng tôi nghĩ là mình đã chết. Trong khi chờ đợi sự chấp nhận của Hoa Kỳ tại trại tị nạn ở Indonesia, ông Đỗ và anh trai cùng với cháu trai đã dành thời gian học tiếng Anh. Sau đó, ông được một người họ hàng tên là Quý Đỗ tại Dayton bảo lãnh. Tháng 11 năm 1982, ông Đỗ cùng với anh trai và cháu trai chuyển đến sống tại một căn nhà ở Kettering. Ông Đắk Lắc Đỗ cho biết là ông đã nhận công việc rửa chén cho nhà hàng Bob Evans gần Delco Park và một nhà hàng Trung Hoa gần đó. Ông Đắk Lắc Đỗ cho biết vào năm 1990, ông đã lẻn vào Việt Nam để kết hôn cùng với người bạn gái đã quen từ năm 1978 và sau đó đưa bà đến Dayton, Ohio. Khi đến Hoa Kỳ, ông đã theo học tại Sinclair College, một trường đại học cộng đồng chương trình 2 năm với chuyên ngành cơ khí. Sau khi tốt nghiệp vì không thể kiếm được việc làm, nên ông đã chuyển đến Houston và làm thợ hàn. Người anh lớn của ông, Đắk Lắc, đã học tiếp đến bậc thạc sĩ và được nhận vào làm cho một xưởng sản xuất công nghiệp quốc phòng với mức lương cao đủ sống. Nhờ vậy, sau đó ông Đắk Lắc chuyển về Kettering và tiếp tục học tại Đại học Dayton. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1989 với tấm bằng kỹ sư cơ khí, ông đã chuyển sang làm việc cho C.H. Maslin, một công ty thảm ở Carlisle, Pennsylvania. Sau đó, ông Đắk Lắc đổ lại chuyển đến Ohio để làm việc cho Lebanon tại Amtex, một công ty liên doanh của Maslin và Hayashi Telempu của Nhật Bản. Năm 1996, ông rời khỏi Amtex và bắt đầu mở công ty Advanced Engineering, sản xuất phụ tùng cho hãng Toyota và các nhà sản xuất xe hơi khác, mở ra lộ trình thành lập AISI và AESI. Nguyên văn ông Đắk Lắc Đổ đã chia sẻ, I want the people to look at me say, he did not come here to live off the system. Tôi luôn muốn đóng góp hoặc làm điều gì đó cho xã hội. Tôi đã đến Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đã tiếp nhận, giúp đỡ tôi trong những năm tháng khó khăn. Giờ đây, tôi cảm thấy mình cần phải đền đáp công ơn cho đất nước này. Hiện doanh nghiệp của ông Đỗ nằm trong top 10 nhà tuyển dụng hàng đầu của Springboro với quy mô 160 nhân viên. Các phụ tùng do công ty sản xuất được dùng lắp ráp cho xe hơi Chrysler, BMW, Volkswagen và General Motors. Ông Đỗ cho biết doanh thu hàng năm của công ty khoảng 30 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, ông vẫn không dừng tại đây. Ông dự tính sẽ mở thêm 2 cơ sở sản xuất ở Springboro, xây thêm công viên và một nhà máy mới ở Franklin để tiến vào thị trường hàng hải và hàng không không gian. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có dịp đến Dayton, Ohio, quý vị vào thăm công ty AISI và AESI cũng là dịp chiêm ngưỡng 2 kỳ đài nơi ngọn cờ vàng quốc gia Việt Nam nương gió tung bay trên vùng trời tự do. Minh Thúy xin kính chào và cảm ơn sự theo dõi của quý vị.